Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa đã trở lại với chương trình Học Kinh Thánh trong ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 11, cũng là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 11. Hôm nay thì thời gian tại Mỹ đã được giảm xuống 1 tiếng đồng hồ. Cho nên hiện tại là 10 giờ tối của ngày Chủ nhật ở bên chúng tôi, cũng là 10 giờ sáng ở tại Việt Nam. Ở tại Mỹ thì có 2 lần đổi giờ. Lần đầu tiên đó là vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 3 vào lúc 2 giờ sáng thì đồng hồ sẽ được chỉnh tăng lên thêm 1 giờ, tức là từ 2 giờ sáng của ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 3 đó sẽ là 3 giờ sáng. Và lúc đó ngày sẽ dài hơn vào buổi tối. Còn lần chỉnh giờ thứ hai đó là vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 11 vào lúc 2 giờ sáng. Thì lúc 2 giờ sáng đó đồng hồ sẽ được chỉnh giảm xuống còn xuống 1 giờ, tức là từ 2 giờ thì giảm xuống còn 1 giờ sáng, giúp cho buổi sáng có thêm ánh sáng. Tôi thông báo như vậy để quý vị chúng ta ở tại Việt Nam có thể theo dõi chương trình này vào mỗi sáng thứ hai và mỗi 10 giờ sáng thứ hai theo giờ Việt Nam. Tức là 10 giờ tối ở tại bên chỗ bang của tôi đang ở. Cảm ơn Chúa, đó là phần thông báo về giờ giấc và thời gian. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về một chủ đề có tựa đề đó là đuổi quỷ hay bị quỷ đuổi. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi với tôi ở trong Phao Đọc Kinh Thánh, sách Công Vụ của Sứ Đồ. Sách Công Vụ của Sứ Đồ đoạn 19 từ câu 13 cho đến câu số 20. Tôi xin đọc lời của Chúa ở đây để chúng ta có thể tiện theo dõi. Đây là câu chuyện mấy người Giu-đa là thầy trừ quỷ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: ta nhân Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Xong quỷ dữ đáp lại rằng: ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Phàm những người Giu-đa và người Gờ-rét nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Kính thưa quý bà chị em, đây là một phần đoạn Kinh Thánh cho chúng ta thấy được cái bối cảnh xảy ra ở tại thành Ê-phê-sô. Tức là cái câu chuyện này được xảy ra trong bối cảnh là sứ đồ Phao-lô, ông đang ở tại thành Ê-phê-sô và ông đang rao giảng lời của Chúa. Và tại đó, phép lạ của Chúa đã xảy ra rất là nhiều nơi. Chúng ta có thể đọc ngược trở lên thì chúng ta thấy rằng là từ đoạn 19, từ câu 1 cho đến câu số 11, 12, chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài đang hành động ở khắp tại khu vực đó, khu vực Tiểu A-si. Và tại đó Đức Chúa Trời Ngài dùng tay Phao-lô làm các việc phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Câu 11 và câu 12 ở phần trên chúng ta thấy rằng là tại đó phép lạ Chúa xảy ra rất là nhiều qua đời sống và chức vụ của sứ đồ Phao-lô. Nhưng mà phép lạ xảy ra như vậy đó, vẫn có những người họ không tin và họ không chịu tin Phao-lô, không chịu tin Chúa Giê-xu mà Phao-lô giảng, và họ mạo nhận, hoặc là họ có một cái sự giả mạo cái công việc mà Phao-lô làm. Bởi vì họ cứ nghĩ đơn giản đó là chắc là Phao-lô sử dụng một cái ảo thuật nào đó để khiến cho các quỷ sợ hãi trước danh Chúa Giê-xu, hoặc là khiến cho các quỷ phải ra khỏi những người bị quỷ ám. Cho nên là bảy con trai của thầy cả Sê-va ở đây đã mạo danh Chúa Giê-xu để mà truyền khiến cho những cái con quỷ ở trong những người bị quỷ ám. Và cái kết quả xảy ra đó là những con quỷ đó nó trả lời với những người mạo phạm nó rằng là: ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào thì ta không biết. Thưa quý mài chị em, một trong những cái điều cốt lõi của Tin Lành đó chính là Chúa Giê-xu đã rao giảng để giải cứu người tin Chúa khỏi mọi sự áp bức của ma quỷ. Đây là cái trọng tâm
của tinh lành quyền phép mà Đức Chúa Giêsu đã từng rao giảng trước đây khi Ngài còn ở trên đất. Và sau đó thì sứ đồ Phaolô ông cũng đã khẳng định ở trong Roma đoạn 1 câu 16 rằng thật vậy tôi không hổ thẹn về tinh lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Sau khi mà sứ đồ Phaolô ông đã đầu phục Đức Chúa Giêsu và ông đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu trên đời sống của mình, ông đã tận hiến cuộc đời của mình để rao giảng tin lành của Chúa, và ông đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong tin lành mà ông rao giảng. Và ông nói rằng là ông không hổ thẹn về tin lành đó, bởi vì ông biết rằng là trong tin lành của Chúa có quyền năng, có quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Như vậy thì tin lành của Chúa đem đến cái sự giải cứu về điều gì cho mọi cái tin, quý mài cho em? Tin lành của Chúa không phải chỉ là cứu linh hồn của người ta vào trong thiên đàng sau khi mà người tin Chúa qua đời mà thôi. Nhưng mà tin lành của Chúa còn có thể đem đến sự chữa lành, còn có thể đem đến sự giải cứu tâm linh của con người ra khỏi những sự áp bức của ma quỷ. Và chúng ta biết rằng là tin lành tứ diện là một thuật ngữ mô tả bốn trọng tâm cốt lõi của phúc âm mà phong trào phúc âm tứ diện Foursquare Gospel đã từng đề cao trước đây. Phong trào này được thành lập vào những năm của 1920. Và bốn trọng tâm của tin lành tứ diện bao gồm: thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc. Chúa Giêsu ngày đến thế gian chịu chết và sống lại để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Điều thứ hai đó là Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Chúa Giêsu không phải chỉ chữa lành về mặt tâm linh của con người mà Ngài còn chữa lành phần thân thể của con người chúng ta. Ngài đã từng thực hiện rất là nhiều phép lạ chữa lành khi còn ở trên đất, và sự chữa lành này vẫn tiếp tục bày tỏ qua quyền năng của Ngài và sự cầu nguyện của các thánh đồ trong hội thánh hiện đại. Thứ ba, Chúa Giêsu là đấng ban pháp Chúa Giêsu là đấng ban phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là một sự ban cho sức mạnh và trang bị cho các tín đồ để sống đắc thắng và làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta sống một đời sống đầy quyền năng và kết quả dẫn dắt và ban ơn cho con dân của Chúa. Và điều thứ tư ở trong tin lành tứ diện đó là Chúa Giêsu, Ngài là vua tái lâm. Ngài là vua sẽ tái lâm. Chúa Giêsu, Ngài là niềm hy vọng của người tin Chúa. Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại thêm một lần nữa để cai trị thế gian này, thực hiện sự công chính của Ngài và thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Và đó chính là bốn cái trọng tâm của tin lành tứ diện. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy trong các hội thánh tin lành chỉ nhấn mạnh về Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, tức là Ngài chỉ là đấng tha thứ tội lỗi, cứu chuộc linh hồn người chúng ta khỏi tội lỗi. Rồi sau đó, sau khi chúng ta qua đời thì chúng ta sẽ được vào thiên đàng cùng với Chúa. Rồi còn ba phần còn lại đó thì dường như là rất là mờ nhạt ở trong các hội thánh truyền thống ngày hôm nay, bởi vì hầu như là mọi tín đồ không tin rằng là Chúa Giêsu vẫn còn có thể chữa lành, không tin rằng là Chúa Giêsu vẫn còn có thể ban phép tên bằng Đức Thánh Linh qua những ân tứ Thánh Linh, rồi không còn nhìn thấy được cái sự hành động của một vị vua quyền năng giống như thời mà Ngài còn ở trên đất này, không còn thấy những cái phép là chữa lành đuổi quỷ ở trong các hội thánh ngày hôm nay. Không phải là bởi vì chúng ta rao giảng một tin lành khác với Kinh Thánh, nhưng là bởi vì cớ đời sống của con cái Chúa ngày hôm nay dường như chúng ta vẫn chưa kinh nghiệm được một chiều cái sâu nhiệm hơn ở trong quyền phép của tin lành của Đức Chúa Trời. Mà sứ đồ Phaolô ngày xưa ông đã từng tự hào rằng là tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa. Ông đi đâu ông cũng rao giảng về Chúa Giêsu, bởi vì mỗi khi ông rao giảng thì đều có sự hiện diện của Chúa Giêsu ngày bước ra từ trong tin lành mà sứ đồ Phaolô đã từng rao giảng trước đây. Và chúng ta trở lại với câu chuyện của sách Công vụ của sứ đồ đoạn 19 câu 13 cho đến câu số 20 này. Chúng ta thấy rằng là khi mà bảy người con trai của thầy tế lễ cả Sê-va mạo danh Chúa Giêsu để mà đuổi quỷ, thì con quỷ nó đã nói thẳng với lại những người đó rằng là ta biết Chúa Giêsu là ai, ta biết Phaolô là ai, nhưng mà các ngươi là ai thì ta không biết. Thưa quý mài cho em, ma quỷ không phải chỉ là những cái sức mạnh vô hình nào đó mà con người chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà ma quỷ chính là những thể linh, nó là những thân vị có suy nghĩ, có tiếng nói, cũng như có những ước muốn, có những ý chí, có những lý trí của nó. Và ma quỷ nó không sợ tỏi, không sợ đồ dơ. Ma quỷ nó không sợ cây thánh giá ở trong các nhà thờ. Ma quỷ nó không sợ bất cứ một cái thứ bùa trừ tà nào của con người tạo ra. Nó cũng không sợ bất cứ một cái tập tục tập quán hoặc là một cái sự một cái nghi lễ nghi thức nào của tôn giáo. Ma quỷ nó cũng không sợ những cái sự kiên cử của con người.
Nhưng mà ma quỷ nó chỉ sợ danh của Chúa Giêsu Christ mà thôi quý mài chèm. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh từ Matthew cho đến Khải Huyền, chúng ta thấy rằng là danh của Chúa Giêsu Christ rất là được tôn cao ở trong các sách phúc âm. Và bất cứ nơi nào mà danh Chúa Giêsu Christ được rao giảng thì nơi đó luôn luôn có những thế lực của ma quỷ bị đánh bại. Ma quỷ khi mà nghe danh Chúa Giêsu Christ, chúng nó đều sợ hãi trước danh của Ngài. Nếu quý mài cho em không tin rằng có ma quỷ, quý mài cho em hãy cứ công bố, cầu nguyện, và chúng ta thấy rằng là quyền năng của Chúa sẽ được bày tỏ ở trên đời sống của chúng ta. Sẽ có những thế lực của ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta, đe dọa chúng ta và khiến cho chúng ta không được tự do trong sự rao giảng lời của Chúa, không được tự do trong sự thể hiện đức tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng đó chính là thế lực của ma quỷ, nó đang tìm cách ngăn trở. Bởi vì danh của Chúa Jesus là danh quyền năng sẽ đem đến sự giải phóng, giải cứu cho nhiều người. Ma quỷ nó không muốn cho thế giới và nhân loại chúng ta biết được cái lẽ thật này. Bởi vì nếu mà danh của Chúa Jesus Christ được rao giảng với tự do mà bề thì cả thế giới này sẽ thuộc về Chúa Jesus. Cho nên có nhiều nơi ma quỷ thống trị ở tại những nơi đó và nó tìm cách để bịt miệng người ta và nó không muốn cho người ta biết về tin lành quyền phép của Chúa Jesus Christ. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là ở đây ma quỷ nó biết Chúa Giêsu, nó biết Phaolô, nó biết những người thuộc về Chúa, nó biết những ai có uy quyền ở trên nó. Quý vị thấy không ạ? Đây chính là một trong những cái lẽ thật rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh về sự đuổi quỷ. Nếu chúng ta muốn là những người có uy quyền ở trên ma quỷ và đuổi được ma quỷ thì chúng ta phải nắm được lẽ thật này. Làm thế nào để ma quỷ nó có thể nhận biết được tôi có uy quyền trên nó? Rồi tôi mời quý vị chúng ta xem ở trong sách Luca, sách phúc âm Luca đoạn số 10 câu số 19. Lời của Chúa Giêsu ngài nói thế này: Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Đây là lời mà Chúa Giêsu ngài ta từng nói với các sứ đồ sau khi mà các sứ đồ họ đã vâng theo lời của Chúa đi rao giảng phúc âm ở những nơi mà Chúa Giêsu ngài sẽ đến. Họ đã trở về một cách vui vẻ và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, vì danh của Chúa các quỷ phục tùng chúng tôi. Và Chúa Giêsu ngài nói rằng ta đã nhìn thấy trong thuộc linh đó các quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp, tức là những thế lực của ma quỷ nó bị đánh bại, nó đã bị trút bỏ những cái quyền cai trị của nó ở trên chốn không trung khi mà các sứ đồ thực hiện việc rao giảng lời của Chúa và vâng theo lời của Chúa để truyền bá tin lành. Và khi mà họ đi rao giảng lời của Chúa theo sự sai phái của Chúa Jesus Christ thì các quyền lực của Satan bị rúng động và chúng nó bị rớt xuống. Trong thuộc thể chúng ta không nhìn thấy điều này, nhưng mà Chúa Jesus ngài đang nói về thuộc linh. Trong cõi linh đó, thì Chúa thấy rằng là mỗi khi mà các sứ đồ họ rao giảng và thi hành chức vụ thuộc linh thì những thế lực tà linh ma quỷ ở trong thuộc linh đã bị thất bại rất là ê chề. Và Chúa Jesus ngài giải thích rằng là đó là bởi vì ta đã ban quyền cho ngươi. Chúa Giêsu ngài dùng thì quá khứ ở đây, đó là ngài đã ban cái uy quyền cho những môn đồ của ngài để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Rắn và bò cạp ở đây đó là những hình ảnh tượng trưng cho những thế lực của ma quỷ, là kẻ thù của người tin Chúa. Và Chúa ngài đã ban cho các môn đồ của Chúa những uy quyền để giày đạp những cái quyền lực của ma quỷ này, rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Cái từ quyền của kẻ nghịch ở đây, cái từ quyền đó là cái quyền lực hay là sức mạnh. Nhưng mà cái quyền mà Chúa ban cho ở phần đầu á của câu 19 này đó là cái uy quyền. Như vậy thì Chúa Giêsu ngài đã ban uy quyền cho các môn đồ của Chúa để giày đạp những cái quyền lực và sức mạnh của ma quỷ. Chúng ta thấy rằng là có những police hay là có những cảnh sát, họ đã dùng cái uy quyền của chính phủ ban cho để có thể chặn những cái xe tải, xe container rất là lớn so với cái chiều kích của cơ thể của họ. Không phải là người police đó sử dụng cái sức mạnh mà cơ bắp mình có để có thể ngăn chặn cái xe to như vậy, nhưng mà người police đó đã sử dụng cái uy quyền của chính phủ trao cho mình để mình có thể điều khiển giao thông. Và tôi muốn dùng hình ảnh đó để cho quý vị thấy rằng là cái uy quyền mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta đó quý mà cho em là người tin Chúa đó, không phải nó lệ thuộc vào trong cái cơ bắp, không phải lệ thuộc vào trong cái sức mạnh của thân thể chúng ta. Bởi vì chúng ta tập gym hoặc là tập tạ mà chúng ta có thể khiến cho ma quỷ nó sợ hãi chúng ta.
Nhưng mà ma quỷ nó sợ cái uy quyền mà Chúa trao cho chúng ta. Giống như khi một người tội phạm nhìn thấy police từ xa là đã cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Như vậy thì khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta ở trong Chúa, thì chúng ta đã có uy quyền mà Chúa ban cho chúng ta ở trên ma quỷ. Đây là một cái sự mặc định ở trong lẽ thật của Chúa. Nếu anh chị em thật sự là người tin Chúa và là môn đồ của Ngài, chúng ta cần phải biết rõ điều này. Đó là Chúa Giê-xu đã ban chúng ta uy quyền ở trong danh của Ngài rồi. Và chúng ta chỉ cần dùng cái danh của Chúa, tức là uy quyền ở trong thuộc linh, để chúng ta có thể truyền lệnh cho ma quỷ. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ, ma quỷ, mày phải rời xa khỏi con người này, mày phải rời xa khỏi đời sống của ta, rời xa khỏi gia đình của ta, rời xa khỏi sức khỏe của ta, rời xa khỏi hôn nhân của ta, rời xa khỏi tài chánh của ta. Và nó sẽ phải vâng theo lời của quý vị ở trong danh của Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải danh của quý mài cha em. Cho nên quý mài cha em, nếu có nhỏ con hoặc là có yếu đuối hoặc là có thể chất không được vạm vỡ to con giống như những người khác, quý mài cha em đừng ngại ngùng. Nhưng mà hãy biết rằng là chúng ta dùng danh của Chúa chứ không phải là danh của chính mình. Không phải bởi vì chúng ta có chức vụ lớn hoặc là chức vụ cao như thế nào đó, ma quỷ nó sợ chúng ta quý mài cha em. Không phải chúng ta có bằng cấp học vị ma quỷ sợ chúng ta đâu. Nhưng mà ma quỷ nó sợ chúng ta bởi vì cớ chúng ta biết Chúa Giê-xu là ai. Và chúng ta ở trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có một địa vị thuộc linh khủng khiếp như thế nào ở trên các quyền lực của ma quỷ. Chúa Giê-xu Ngài nói tiếp ở trong câu 20 như thế này: do vậy chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Quý mài cho em thấy không người có uy quyền trên ma quỷ là người có tên ở trong sách sự sống của chiên con ở trên thiên đàng. Nếu quý mài cho em là người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu Christ, thì tên của quý mài cho em sẽ được ghi vào trong sổ bộ của thiên đàng. Các sứ đồ ở đây đã có thể thắng được ma quỷ và họ rất là vui mừng. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đã nói với họ rằng là các con đừng có vui mừng bởi vì các con nghĩ rằng là con hơn nó, hơn ma quỷ ở một cái điều gì đó trong thuộc thể. Nhưng hãy vui mừng ở trong thuộc linh là bởi vì cớ chúng ta là những công dân của thiên quốc. Chúng ta là những người có tên ở trong thiên đàng. Cho nên ma quỷ nó sợ chúng ta, ma quỷ nó khiếp sợ chúng ta bởi vì cớ chúng ta là những công dân của thiên đàng. Tôi nhìn thấy ở tại Hoa Kỳ này là nơi mà tôi đang sinh sống, có những công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, họ có những cái uy quyền của chính phủ để họ có thể đi thực thi công việc ở khắp nơi trên thế giới này. Và là một người công dân Hoa Kỳ, họ có một cái niềm tự hào và hãnh diện rất là lớn, bởi vì cớ họ đang ở trong một quốc gia cường quốc số 1 thế giới. Thưa quý mài cha em, tôi chia sẻ điều này để cho mỗi người chúng ta là người tin Chúa, chúng ta nhận biết rằng chúng ta có một cái công dân còn lớn hơn là công dân Mỹ ở trên đất này nữa quý mài cha em. Đó là chúng ta là những công dân của thiên đàng, chúng ta là những công dân của thiên quốc, chúng ta có uy quyền ở trên thế giới tà linh của ma quỷ. Vui không quý mài cha em? Cảm ơn Chúa, chúng ta là những công dân của thiên đàng. Chúng ta có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ để đuổi quỷ, có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ để chữa lành, có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ để cai trị ở trong ơn của Chúa. Và ma quỷ nó biết được chúng ta là bởi vì cớ chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ. Và chúng ta xem ở trong Matthew đoạn số 10 câu số 32, Chúa Giê-xu Ngài nói rằng: bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Làm sao mà ma quỷ nó biết được một người nào thuộc về Chúa Giê-xu? Ở đây Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy được là khi một người xưng danh của Chúa ra trước mặt thiên hạ thì chính Chúa Giê-xu cũng sẽ xưng cái danh của cái người đó ra trước mặt Đức Chúa Cha ở trên trời và trước mặt các thiên sứ, trước mặt thế giới thần linh. Cho nên ma quỷ nó biết được chúng ta khi chúng ta xưng danh của Chúa ra. Tôi livestream và rao giảng lời của Chúa trong thời giờ này, đó cũng là một hình thức của sự tuyên xưng danh của Chúa ra trước mặt thiên hạ. Và trong thời giờ này Chúa Giê-xu Ngài cũng đang xưng tôi ra ở trước mặt cha tôi ở trên trời. Chúa Giê-xu Ngài cũng đang xưng danh của một sư Trương Tuấn ra trước mặt thế giới thần linh. Và ma quỷ nó cũng nhận biết tôi là người có uy quyền trên chúng. Bất cứ khi nào quý vị rao giảng tin lành của Chúa, xưng danh của Chúa ra ở trước mặt thiên hạ, trước mặt bạn bè, trước mặt người thân của mình, thì đó là lúc mà thiên đàng sẽ xưng nhận quý vị là người thuộc về Chúa Giê-xu Christ và có uy quyền ở trong danh của Chúa Giê-xu Christ để cai trị trên các quyền lực của ma quỷ. Do đó, ở trong cái câu chuyện của Công vụ Sứ đồ đoạn 19,
của những thầy trừ quỷ ở đây. Chúng ta thấy rằng là những người này họ không phải là người tin Chúa thật sự. Họ không bao giờ họ xưng danh của Chúa ra, bởi vì họ không có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ trước đây. Họ chỉ là những người giả mạo rao giảng tin lành của Chúa, chứ bản thân họ trong lòng của họ không có tin Chúa. Cho nên Chúa Giêsu ngài không xưng nhận danh của người này ra trước mặt thế giới thần linh. Cho nên thế giới thần linh không hề biết được bảy con trai của Sê-va này là ai. Cho nên chúng ta nói thật sự, nói thẳng luôn, đó là Chúa Giêsu ta biết, Phao-lô là ai thì ta biết, nhưng mà các ngươi là ai thì ta không biết. Chúng ta biết rằng là ma quỷ chính là cha của kẻ nói dối, và nó là chúa của sự nói dối, cha của những người nói dối. Không phải tất cả những lời mà ma quỷ nói ra đều là dối trá, quý bà cha. Có những điều ma quỷ nói ra nó là sự dối trá, nhưng mà cũng có những điều mà ma quỷ nói ra nó là sự thật. Và ở đây trong cái câu chuyện này, ma quỷ nó đã nói rằng là Phao-lô là ai thì nó biết, Chúa Giê-xu là ai thì nó biết, là nó đang nói sự thật đó quý vị. Ma quỷ đang nói sự thật ở đây, đó là trong thuộc linh, thế giới thần linh, nó nhận biết Chúa Giê-xu, nó nhận biết sứ đồ Phao-lô, nó nhận biết tất cả những thánh đồ được Chúa Giê-xu ngài ban quy quyền trên ma quỷ. Nhưng mà những người không có tên ở trong sách sự sống của thiên đàng, những người không tin Chúa Giê-xu Christ, thì ma quỷ chẳng biết những người đó là ai. Chúng nó chỉ biết rằng là những người đó thuộc dưới quyền của chúng nó. Ở trong trong sách Giăng Nhất đoạn số 5, chúng ta thấy rằng là sứ đồ Giăng ông đã nói về thế gian như thế này. Giăng Nhất đoạn số 5 câu 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ, quyền mà cha. Như vậy thì bất cứ ai ở trong thế gian này tin nhận Chúa Giêsu Christ làm của Chúa đời sống mình thì người đó thuộc về Chúa Giêsu Christ, và người đó không phục ở dưới quyền ma quỷ. Nhưng mà những ai ở trong thế gian này mà chưa tin nhận Chúa Giêsu Christ, chưa trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thì người đó vẫn đang sống ở dưới cái quyền cai trị của ma quỷ. Có thể chúng ta biết hoặc là không biết, nhưng mà chúng ta vẫn phải chịu ở dưới cái quyền của ma quỷ là như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy thế giới ngày hôm nay đầy dậy những sự hỗn loạn, đầy dậy những sự đau khổ, chiến tranh, bệnh tật, tai ương, thiên tai, dịch lệ, động đất xảy ra rất là nhiều. Có thể trong thuộc thể chúng ta nhìn thấy đó là những cái điều có thể tự nhiên, nhưng mà trong thuộc linh thì chúng ta biết rằng là ma quỷ nó đang hành động và nó đang cướp, giết, hủy diệt thế giới xinh đẹp của chúng ta. Cái hành tinh trái đất xinh đẹp của chúng ta đang bị hủy hoại dần dần, và người ta đang liên tưởng đến ngày tận thế trong những ngày này, là bởi vì cớ quyền lực của Satan nó đang trỗi dậy và nó đang muốn tiêu diệt con người, là loài được dựng nên hình ảnh của Đức Chúa Trời. Quý mà cha, ma quỷ rất là ghét con người, ghét thế giới xinh đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cho con người của chúng ta. Cho nên ma quỷ nó đang cố tình gây ra những cái sự chiến tranh, gây ra những dịch lệ độc hại, gây ra rất là nhiều cái đau khổ, chết chóc ở khắp mọi nơi. Và cái cách duy nhất để chúng ta có thể hóa giải những điều này, đó chính là tin lành quyền phép của Chúa cần phải được rao giảng khắp mọi nơi, để tấm lòng con người chúng ta được đúng đắn trở lại trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta được trở lại với Chúa, ăn năn đầu phục Chúa, tin thờ Chúa, thì những cái quyền lực của ma quỷ gây ra những tai ương, tai họa, chết chóc, nó sẽ bị đuổi đi ra khỏi đời sống của con người chúng ta. Những hoạt động của ma quỷ là có thật ở trong thế giới ngày hôm nay, quý mài chèm. Kinh Thánh có mô tả rất là nhiều hoạt động của ma quỷ, cho thấy chúng liên tục tìm cách lừa dối, phá hoại và chống lại muốn của Đức Chúa Trời. Dưới đây là những hoạt động chính của ma quỷ được nhắc đến ở trong Kinh Thánh. Thứ nhất, ma quỷ dụ dỗ và cám dỗ con người phạm tội với Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn số 3 câu 1 cho đến câu 6, thì con rắn đã cám dỗ Adam và Eva ăn trái cấm, dẫn đến sự sa ngã của nhân loại, và con rắn là biểu tượng của Satan. Cho nên từ lúc ban đầu, ma quỷ đã thực hiện việc cám dỗ con người để con người cách xa khỏi Thiên Chúa và phạm tội. Thứ hai, ma quỷ cản trở và chống đối công việc của Thiên Chúa. Ma quỷ cố gắng phá hoại các công việc của Chúa và ngăn chặn sự phát triển của đức tin. Trong Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn số 2 câu 18, thì sứ đồ Phao-lô đã nói rằng là ông đã muốn đến thăm các tín hữu, nhưng mà Sa-tan đã hai lần, ít nhất là hai lần đã ngăn trở những chuyến đi của ông. Thứ ba, ma quỷ gieo sự chia rẽ và xung đột giữa con người với nhau. Ma quỷ luôn cố gắng gây ra sự xung đột, ganh đua và chia rẽ giữa con người. Trong Gia-cơ đoạn 3 câu 14 cho đến 16, cho chúng ta thấy được là những tư tưởng đố kỵ, cãi vã, tranh cạnh, mâu thuẫn được cho là đến từ thế lực của bóng tối ma quỷ. Satan có thể gieo những sự thù địch và xung đột trong mối quan hệ giữa con người với nhau, ở trong gia đình, ở trong hôn nhân, trong tình cảm, ở trong công ăn việc làm với nhau. Những cái sự chia rẽ đó là đến từ
thế giới tối tăm của ma quỷ. Nó khiến cho con người chúng ta mất sự đoàn kết và trở nên hận thù. Do đó lý do tại sao mà có những gia đình lúc ban đầu họ rất là hạnh phúc, họ rất là viên mãn với nhau, nhưng mà thình lình một ngày kia chúng ta nhìn thấy gia đình đó bị đổ vỡ, vợ chồng không còn sống chung với nhau và cách hạnh phúc nữa, rồi gia đình đó ly dị và ly tán. Chúng ta có thể nhìn trong thuộc thể thì chúng ta nhìn thấy có lý do này, lý do nọ, nhưng mà chúng ta biết rằng cái lý do lớn nhất của một sự đổ vỡ hôn nhân đó chính là kẻ thù, là ma quỷ. Nó chính là kẻ đứng ở giữa chia rẽ hai vợ chồng đó với nhau qua những cái mưu trước cám dỗ, qua những cái thử thách hoạn nạn mà nó gây ra ở trong đời sống vợ chồng. Thứ tư, ma quỷ gây ra những đau khổ và bệnh tật. Kinh Thánh cho biết rằng ma quỷ có thể gây ra sự đau khổ về mặt thể chất và tinh thần. Ở trong Gióp đoạn số 2 câu 7, Satan đã đánh Gióp với những nốt uống độc từ đỉnh đầu cho đến gót chân để thử thách đức tin của ông. Rồi trong Matthew và Luca có những trường hợp mà ma quỷ nó ám người ta, khiến cho người ta phải đau khổ, bị câm, bị điếc, bị mù và những bệnh tật khác. Họ không thể đứng thẳng lưng được bởi vì cớ ma quỷ nó áp đặt cái xích sắt và những cái quyền lực của nó ở trên đời sống của những con người như vậy. Thứ năm, ma quỷ ám hại và kiểm soát con người. Ma quỷ có thể ám và kiểm soát con người, khiến họ mất tự chủ và có hành vi không được bình thường. Kinh Thánh ghi nhận nhiều trường hợp đuổi quỷ, trong đó người bị quỷ ám có thể bị quỷ điều khiển làm những hành động bất thường hoặc là tự hủy hoại bản thân. Như một người bị quỷ ám ở Gadara đã từng lấy đá để mà đập vào trong người của mình, đến nỗi mà bị bầm mà tím từ đầu cho đến chân. Và khi Chúa Giêsu ngày đi ngang qua thì ma quỷ nó la lên và Chúa Giêsu ngày đã truyền cho những con quỷ ở trong người bị quỷ ám đó phải rời xa khỏi cái người đó và nhập vào trong bầy heo, và thế là sau đó người bị quỷ ám đó được trở lại bình thường và tỉnh táo. Thứ sáu, ma quỷ lan truyền sự dối trá và lừa gạt. Ma quỷ chính là cha của sự nói dối, Giăng đoạn 8 câu 44, và chúng luôn tìm cách lừa gạt con người để tin vào trong những điều sai trái. Thậm chí sứ đồ Phaolô cũng nói rằng là ma quỷ nó có thể mạo thành một thiên sứ sáng láng, nó giả danh trở thành một thiên sứ sáng láng để đánh lừa con người. Ở trong Côrintô thứ nhì đoạn số 2 câu số 10, Côrintô thứ nhì đoạn số 11 câu số 14. Như vậy thì ma quỷ nó là cha của sự nói dối, nó khiến cho người ta tin vào trong những sự dối trá hơn là tin vào trong lẽ thật của lời Chúa. Ngày hôm nay con người bị ma quỷ lừa dối tâm linh để thờ lại những hình tượng, thờ lại những tà thần của Satan, thờ lại người chết và tin rằng là người đã chết đó vẫn còn sống, vẫn còn nói chuyện, vẫn còn liên lạc được với gia đình, với người thân ở trên dương gian này. Rồi nó lừa gạt người ta tin vào trong những điều giả dối, cho những điều giả dối đó là thật, như là mua những cái tiền mã, rồi xong rồi đốt những cái vàng mã đó để mà gửi xuống âm phủ cho người đã chết. Và người ta phải bỏ rất là nhiều tiền để mà mua những cái vàng giả, vàng mã đó là những đồ giả để mà cúng cho người chết như vậy. Đó là những cái sự lừa dối tâm linh mà ngày hôm nay trên thế giới chúng ta nhìn thấy đâu đâu cũng xảy ra cả. Lý do đó là bởi vì cớ ma quỷ nó chính là cha của sự nói dối. Ai không tin Chúa và không biết lẽ thật của Chúa sẽ chính là những đối tượng mà ma quỷ nó sẽ lừa gạt tâm linh của người đó vào trong những sự mê tín dị đoan, vào trong những sự lo lắng sợ hãi để mà phải quy lại trước những cái thế lực tối tăm của Satan. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam chúng ta, ở bất cứ cái chỗ nào mà thường hay xảy ra tai nạn giao thông và có người chết thì chỗ đó thường hay có những cái miếu hoặc là những cái am nhỏ để cúng cho những người đã chết, để những cái oan hồn đó sẽ không có tìm cách để mà giết hại người khác. Thật ra thì chúng ta thấy rằng là không có oan hồn nào ở đó cả quý mà chị em, tại vì khi một người đã chết thì người đó sẽ không thể nào ở lại dương gian để có thể ban phước hoặc là giáng họa cho con người. Nhưng những quyền lực của ma quỷ là kẻ đã cướp giết, hủy diệt linh hồn con người, cướp đi mạng của người ta. Chính những quyền lực của ma quỷ đó nó ở tại đó và nó ra tay giết hại người ta, và nó mạo nhận rằng nó chính là người đã từng chết ở đó và nó lừa dối người ta phải quỳ lạy, phải cúng kiến để nó không gây ra những tai nạn giao thông hoặc là gây ra những cái tai họa khác cho những người xung quanh. Cho nên chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó lừa gạt tâm linh của nhiều người ngày hôm nay lắm quý mà cho em. Cho đó để chúng ta thoát khỏi sự lừa gạt của ma quỷ, chúng ta cần phải học biết Kinh Thánh, lẽ thật của Chúa.
Chúng ta đừng nghĩ rằng là bởi vì chúng ta học cao hiểu rộng, chúng ta có bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, hoặc là chúng ta uyên thâm về thiên văn, về địa lý, chúng ta biết tình hình thời sự khắp nơi, là ma quỷ nó không lừa chúng ta được, quý mài cho em. Nhưng mà chúng ta biết rằng là ngay cả những người tổng thống, hoặc là ngay cả những chính trị gia nổi tiếng thế giới vẫn bị mắc lừa ma quỷ, nếu mà người đó không chịu tin Chúa Jesus Christ và tin lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ma quỷ nó rất là quỷ quyệt, quý mà cho em, nó sống lâu hơn bất cứ một con người nào mà chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay. Tại vì ma quỷ nó đã có từ lúc ban đầu, trước khi dựng nên Adam và Eva thì ma quỷ nó đã được dựng nên rồi. Nó sống lâu hơn con người chúng ta. Cho nên không một ai trên hành tinh này có thể nói rằng là tôi khôn hơn ma quỷ hết, tôi giỏi hơn ma quỷ hết. Bởi vì nó sống rất là lâu năm, cho nên là bất cứ một cái điều gì nó cũng giỏi hơn con người chúng ta. Thậm chí là ma quỷ nó chơi cờ tướng còn giỏi hơn chúng ta, giỏi hơn là cái người kỳ thủ xuất sắc nào của thế giới ngày hôm nay. Cho nên chúng ta đừng có hòng rằng là tôi sẽ học cao hiểu rộng để tôi có thể thắng hơn ma quỷ mà không cần có lời Chúa. Cho nên chúng ta rất là cần có lời Chúa để chúng ta chiến thắng được những sự dối trá và lừa gạt của ma quỷ, quyên bàn chèm. Thứ bảy, ma quỷ cám dỗ người tin Chúa để từ bỏ đức tin. Ma quỷ luôn tìm cách tấn công đức tin của người tin Chúa nhằm làm họ sa ngã và từ bỏ đức tin nơi Chúa. Phi-líp nhất đoạn 5 câu 8 khuyên người tín hữu tỉnh thức và kiên trì vì ma quỷ luôn tìm cơ hội để tấn công họ. Số 8, ma quỷ xúi dục việc thờ cúng hình tượng và các hành vi thờ cúng mê tín dị đoan. Kinh Thánh cho biết rằng ma quỷ thường lợi dụng các nghi lễ tà linh, thờ ngẫu tượng để khiến con người xa rời khỏi Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 10 câu 20 chép rằng người sứ đồ Phao-lô đã chép rằng là khi người ta dâng lễ vật cho thần tượng đó, đó là lúc mà họ đang dâng cho ma quỷ. Đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng cho các quỷ. Cho nên bất cứ một cái đồ cúng gì mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy, dù rằng là họ cúng cho thần tượng của đạo này đạo nọ, hoặc là cúng cho ông bà tổ tiên đã chết, thì những cái đồ cúng đó đều bị ma quỷ nó sử dụng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là đồ cúng cho ông bà tổ phụ tổ tiên á, tôi có thể tôi ăn được, nếu tôi cầu nguyện xin Chúa thánh hóa đồ cúng đó và tôi ăn được. Rồi còn những cái đồ cúng của thần tượng khác thì tôi không thể ăn được, bởi vì nó đã thuộc về ma quỷ. Quý mà cha em ơi, chúng ta đừng dễ ngư điều này. Nhưng mà lời của Chúa nói với chúng ta như thế nào, chúng ta hãy cứ tin như thế đó. Đừng quá lý luận, đừng quá nặng về cái logic. Nhưng mà nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa, chúng ta cứ đề phòng vẫn hơn, quý mài cho em. Bất cứ một cái cuộc cúng thần tượng nào, dù là cúng cho người đã khuất hoặc là cúng cho những thần tượng, thì chúng ta cũng nên tránh xa. Bởi vì các sứ đồ cũng đã dặn có bốn điều mà chúng ta cần phải tránh. Đó là chúng ta phải tránh những cuộc cúng thần tượng. Rồi điều số 9, ma quỷ làm cho con người sống ở trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ma quỷ thường lợi dụng nỗi sợ hãi để kiểm soát và làm cho con người mất hy vọng. Và nó ảnh hưởng đến tinh thần của con người, làm cho con người bị suy yếu, bị trầm cảm, bị mất ngủ, bị lo lắng, sợ hãi, bất an mỗi khi đêm về. Cho nên chúng ta qua những cái điều này, chúng ta thấy rằng ma quỷ nó là một thế lực tâm tối có thật. Nó luôn hoạt động để lừa dối, cám dỗ, tấn công và hủy diệt con người chúng ta. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta thấy được một tia hy vọng ở trong ơn của Chúa, đó là chúng ta có thể mặc lấy uy quyền bằng đức tin trong danh Đức Chúa Jesus Christ để chống lại và khước từ những quyền lực của ma quỷ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại có quyền năng vượt trội hơn tất cả những quyền lực của ma quỷ. Trong cả Cựu Ước thì chỉ có một lần duy nhất Kinh Thánh nhắc đến phép lạ đuổi quỷ bằng quyền năng của Đức Chúa Trời, đó chính là phép lạ ở trong tiếng đàn của vua David. Mỗi khi mà ác thần nhập vào trong vua Saul thì vua Saul đã nhờ David là một người trẻ tuổi được ơn, được sức dầu, gãy thờ phượng Chúa. Và khi vua David gãy đàn thờ phượng Chúa như vậy thì ác thần lìa khỏi vua Saul. Không phải là tiếng đàn của David hay, nhưng mà bởi vì cớ tiếng đàn của David có sự sức dầu. Và khi sự sức dầu của Chúa lan tỏa như vậy, ác thần nó rất là sợ. Sự sức dầu của Chúa đem lại sự hiện diện của Chúa trên đời sống của vua Saul. Và chính sự hiện diện của Chúa đem đến sự giải phóng, giải cứu. Ma quỷ phải bỏ chạy
trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong tiếng đàn của David. Nhưng mà đến thời Tân Ước thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều phép lạ đủ quỷ mà Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện, và cũng như các sứ đồ khác cũng đã cậy ơn Chúa để làm ra ở trong chức vụ của họ. Trong Tân Ước thì có tổng cộng 7 phép lạ đủ quỷ đã được ghi lại trong các sách Phúc Âm và sách Công vụ các sứ đồ. Tức là những phép lạ này đó là những con người cụ thể, những câu chuyện cụ thể. Còn những cái sự đủ quỷ chữa lành khác thì Kinh Thánh có nói rằng là đủ quỷ chữa lành rất là nhiều, nhưng mà không có ghi cụ thể con người nào. Thì đây chính là những câu chuyện cụ thể như sau. Câu chuyện đầu tiên đó chính là người bị quỷ ám ở Capernaum, được chép ở trong sách Phúc Âm Mát đoạn 1 câu 23 cho đến câu 28, Luca đoạn 4 câu 33 cho đến 37. Đó là phép lạ Chúa Giêsu Ngài đuổi quỷ ra khỏi một người đàn ông trong nhà hội ở tại Capernaum. Đây là phép lạ đuổi quỷ đầu tiên được ghi nhận ở trong Tân Ước. Phép lạ thứ hai đó là người đàn ông bị quỷ ám ở Gadara, đó là tà linh quân đội đã nhập vào trong người đó, được chép ở trong sách Phúc Âm Matthew đoạn số 8 câu 28 cho đến 34 và Mark đoạn 5 câu 1 cho đến câu 20, Luca đoạn 8 câu 26 cho đến 39. Phép lạ thứ ba đó là phép lạ Chúa Giêsu Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái của người phụ nữ Canaan, được chép ở trong Matthew đoạn số 15 câu 21 cho đến 28, Mark đoạn số 7 câu 24 cho đến câu 30. Phép lạ thứ tư được ghi chép ở trong các sách Tân Ước, đó chính là người câm bị quỷ ám, được chép ở trong sách Phúc Âm Matthew đoạn số 9 câu 32 cho đến câu 33. Đây là phép lạ mà Chúa Giêsu Ngài chữa lành cho một người đàn ông câm bị quỷ ám, và người này bắt đầu nói được ngay sau khi bị quỷ bị đuổi ra. Cảm ơn Chúa. Phép lạ số 5 đó là Chúa Giêsu Ngài chữa lành cho người mù và câm bị quỷ ám, Matthew đoạn số 12 câu 22 và Luca đoạn 11 câu 14. Phép lạ thứ 6 đó là cậu bé bị quỷ ám và động kinh, bị phong điên, được chép ở trong sách Matthew đoạn số 17 câu 14 cho đến câu 21, sách Mark đoạn 9 câu 14 cho đến câu 29, Luca đoạn 9 câu 37 cho đến 43. Khi mà người cha đến cầu xin Đức Chúa Giêsu chữa lành cho con trai của mình, thì đứa con trai của ông trước đó đã từng bị quỷ ám và có triệu chứng động kinh. Sau đó Chúa Giêsu Ngài đã đuổi quỷ ra khỏi cậu bé này, và cậu bé này đã được chữa lành một cách kỳ diệu trong ơn của Chúa. Phép lạ đuổi quỷ cuối cùng được ghi nhận đó chính là người đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám ở thành Philip, trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 16 câu 16 cho đến câu 18. Đó là câu chuyện mà sứ đồ Phaolô đã đuổi quỷ phi tôn, tức là quỷ bói khoa, ra khỏi một người đầy tớ gái, và cái người đầy tớ gái này có khả năng để bói toán và đem lại cái câu trả lời cho những người đến xem bói. Và trước đó người đầy tớ gái này đã liên tục đi theo Phaolô và quấy rầy Phaolô. Sau đó thì Phaolô đã nhân danh Chúa Giêsu Christ để đuổi quỷ ra khỏi người đầy tớ gái đó, và sau đó thì phép lạ đã xảy ra, người đầy tớ gái đã được chữa lành và được tự do. Đó là những phép lạ cụ thể mà Chúa Giêsu và sứ đồ Phaolô đã làm ra và được ghi chép lại cụ thể về cái địa danh và cũng như về con người đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là có nhiều phép lạ đuổi quỷ khác mà Chúa Giêsu đã từng làm, các sứ đồ đã từng làm, nhưng mà không được ghi chép một cách cụ thể trong các sách Tân Ước. Thì chúng ta biết rằng là sự đuổi quỷ ở trong thời Tân Ước, trong các sách Tân Ước là có thật. Nhưng mà câu hỏi lớn nhất đặt ra trong những ngày này đó là liệu rằng là tôi, chúng ta hoặc là hội thánh của Chúa có thể đuổi quỷ được hay không? Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi này thì đây là một sự cách mạng rất lớn ở trong thuộc linh, khiến cho thế giới thần linh sẽ bị đảo lộn, và nó có thể lắm nó sẽ đem đến một sự phục hưng rất lớn cho các hội thánh tin lành ngày hôm nay, và nhiều người sẽ được tin nhận Chúa Giêsu, nhiều người sẽ được giải cứu, được giải phóng, được chữa lành, và nhiều người sẽ được biết đến danh của Chúa Giêsu Christ, giống như trong cái câu chuyện của sách Công vụ của sứ đồ đoạn 19 từ câu 13 cho đến câu số 20 khi nãy tôi có đọc đó quý bà chị em. Tức là sau khi mà quỷ nó đã sấn vào trong những người giả mạo đó và nó đánh hai người trong bọn đó bầm dập và te tua và trần truồng bỏ chạy như vậy, thì danh của Chúa Giêsu Christ được tôn trọng. Nhiều người biết rằng là trong danh của Chúa Giêsu Christ có quyền năng. Ma quỷ đã khẳng định rằng là chỉ có danh của Chúa Giêsu Christ và chỉ có sứ đồ Phaolô là người có uy quyền ở trên ma quỷ mới có thể đuổi quỷ được, và nó đã đánh những người mạo danh đó. Cho nên là cả thành phố đó đã xôn xao và có nhiều người tin nhận Chúa Giêsu Christ, họ ăn năn và họ trở lại với Chúa, họ đem sách vở phù phép của mình đốt sạch hết. Và theo như Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là
khi mà họ đem sách vở đốt như vậy ở trước mặt thiên hạ đó, thì người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc, tức là khoảng 50.000 miếng bạc. Và chúng ta biết rằng là những cái miếng bạc này đó, đó có thể là đồng rachma, đồng rachma của Hy Lạp. Đó là một đồng xu phổ biến ở trong thời Tân Ước. Một rachma thường là tiền công của một ngày cho một lao động bình thường. Và đây là cái đồng tiền chung của cái đế chế Hy Lạp thời bấy giờ. Còn đối với người Do Thái ở tại Israel đó, trong thời Chúa Giêsu đó, thì một ngày công thì họ sẽ nhận được một denier. Nhưng mà đối với lại những cái vùng đất khác của đế quốc La Mã cai trị thì họ sử dụng đồng tiền chung, đó là đồng rachma. Thì cứ mỗi một ngày công sẽ được có một rachma. Vậy thì tổng số tiền mà người ta đã đốt sạch cộng lại hết, tất cả thiệt hại hết, đó là 50.000 rachma như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là một rachma đó là một ngày công. Ở Mỹ đó thì mức lương tối thiểu trung bình hiện nay dao động từ 7,5 đô cho đến 17 đô mỗi giờ. Đây là cái mức trung bình. Và nếu ta lấy mức trung bình là khoảng 10 đô một giờ và mỗi ngày làm việc 8 giờ thì một ngày công lao động bình thường tương đương là khoảng 80 đô. Và nếu chúng ta lấy 80 đô này mà nhân cho 50.000 miếng bạc rachma khi nãy thì chúng ta sẽ ra là 4 triệu đô la. Và 4 triệu đô la này quy ra tiền Việt là 1 đô la là khoảng 26.000 đồng Việt Nam. Thì 4 triệu đô la hiện nay nó có giá trị đó là khoảng 101 tỷ 479 triệu 829.600 đồng. Đây là một con số rất là lớn. Wow, con số hơn cả 100 tỷ như vậy. Chúng ta thấy rằng là khi phép lạ của Chúa xảy ra thì người ta đã sẵn sàng để đốt hơn 100 tỷ đồng tiền sách vở phù phép tà thuật ở tại thành phố Epheso. Và nhờ quyền phép của Chúa mà đạo tin lành được đồn ra và ngày càng được chiến thắng. Cảm ơn Chúa, đây là một phép lạ để Chúa được vinh hiển, được tôn cao tại cái khu vực đó, cái thành phố đó. Chúng ta thấy rằng là không có người nào rao giảng trực tiếp ở trong cái câu chuyện này. Không có sứ đồ Phaolô có mặt ở tại đó. Nhưng ma quỷ nó đã gián tiếp khiến cho danh của Chúa được tôn cao. Ma quỷ nó đã gián tiếp nói ra một cái sự thật mà nhiều người ngày hôm nay và thời đó không nhận biết, đó chính là ma quỷ nó biết Chúa Giêsu, ma quỷ nó biết sứ đồ Phaolô là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Do đó ngày hôm nay, để chúng ta có thể chiến thắng được quyền lực của ma quỷ, quý mà cha, chúng ta cần nương cậy vào trong quyền năng và sức mạnh của danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy giữ vững đức tin và sống một đời sống thánh khiết. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản mà Kinh Thánh hướng dẫn để chúng ta có thể chiến thắng được quyền lực của ma quỷ. Đầu tiên, đó là chúng ta hãy tin cậy vào danh Đức Chúa Giêsu Christ và đầu phục Ngài. Nhận biết danh của Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh duy nhất để chúng ta có thể đuổi ma quỷ. Ở trong công vụ của sứ đồ đoạn 4 câu 12 chép rằng là chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Chỉ có duy nhất một mình danh của Chúa Giêsu Christ là danh trên hết mọi danh, là danh có quyền năng để đem đến sự giải phóng, giải cứu, chữa lành, phục hồi, bảo tồn, duy trì và làm cho vững mạnh con người của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Khi đối diện với ma quỷ, việc cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ và công bố quyền năng của Ngài có sức mạnh để đánh bại mọi quyền lực của thế giới tối tăm. Cảm ơn Chúa. Philip đoạn 2 câu 8 cho đến câu 11 chép rằng Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên đất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quy xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là danh của Chúa Giêsu Christ là danh trên hết tất cả mọi danh. Trên hết tất cả mọi danh hiệu của ma quỷ, trên hết tất cả mọi danh hiệu của con người, trên hết tất cả mọi danh hiệu của bệnh tật, trên hết tất cả những danh hiệu của những nan đề mà con người chúng ta ngày hôm nay đang đối diện. Bất cứ một cái danh xưng nào, một cái nan đề nào mà con người chúng ta không thể giải quyết được thì chúng ta hãy nhờ danh của Chúa Giêsu Christ để đem đến giải pháp cho con người của chúng ta. Cảm ơn Chúa, mỗi khi mà chúng ta rao giảng tin lành của Chúa hoặc là tin lành của Chúa được rao giảng và danh của Chúa Giêsu Christ được tôn cao thì quyền lực của ma quỷ đều sợ hãi và chúng nó đều tìm cách để bỏ trốn. Cách đây không lâu, hơn một năm về trước, trước khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đã rao giảng lời của Chúa tại một thánh nọ. Và đang khi tôi rao giảng thì gần hết sứ điệp của Chúa thì có một người phụ nữ đã la lên và đã
rống lên ở trong cái sự khiếp sợ của ma quỷ. Và ma quỷ đã biểu lộ ra ngay trong cái lúc mà tôi rao giảng và rao truyền về danh Chúa Jesus Christ. Thì sau đó tôi đã ngưng lại và tôi đã cùng với hội thánh của Chúa để cầu nguyện giải cứu cho cô gái đó. Cảm ơn Chúa, hai lần tôi đã chứng kiến điều đó xảy ra và tôi biết rằng là ma quỷ là có thật. Tôi không tìm cách để tôi đuổi quỷ vào, tôi không tìm những cái người có quỷ để mà tôi giải cứu họ. Nhưng mà tôi chỉ biết một điều rằng là tôi rao giảng lời của Chúa ở những nơi mà Chúa cho phép tôi đến. Và tại đó có những quyền lực của ma quỷ. Nếu có thì chúng sẽ lộ diện và chúng nó sẽ phải lui ra, chúng nó sẽ phải bỏ đi trước mặt hội thánh của Chúa. Và dĩ nhiên trong những cái trường hợp mà tôi đã từng đối diện với ma quỷ trước đây, có những trường hợp tôi thấy rằng là ma quỷ nó có nhiều biểu lộ khác nhau. Có trường hợp đó là ma quỷ nó biểu lộ và nó la hét. Có những người họ ói mửa, có những người họ ôm đầu, họ cảm thấy nhức đầu. Có người thì lồng lộn và lăn lộn ở trên sàn đất. Nhưng cũng có những trường hợp đó là ma quỷ nó rời xa khỏi con người một cách rất là êm dịu, rất là im lặng. Có những trường hợp tôi cầu nguyện và ma quỷ ngay lập tức lộ diện, nó rống lên, nó la hét ôm sòm, gây sự chú ý cho mọi người. Nhưng cũng có những trường hợp tôi cầu nguyện và tôi trục xuất ma quỷ ở trong sự im lặng. Tôi không cho phép nó la hét, tôi không cho phép nó chống nghịch lại với tôi, và nó cứ im lặng và rời xa khỏi những người đó. Và sau đó thì những người được giải phóng thì họ được chữa lành, họ được tự do, họ được tỉnh táo tinh thần trở lại, họ được ăn ngon ngủ yên, họ được phục hồi trở lại trong đời sống và công việc của họ. Tạ ơn Chúa. Chúng ta không quá chú trọng vào trong những biểu lộ bên ngoài của ma quỷ. Ngày hôm nay có nhiều người cứ cho rằng là mỗi khi mình cầu nguyện, quỷ mà nó xuất ra nó phải la, nó phải hét, nó phải làm sùm đó, thì mới gọi là được đúng là ma quỷ. Chứ còn mà trường hợp mà mình cầu nguyện đủ quỷ mà quỷ nó không có biểu lộ gì hết thì có thể là người đó sẽ chưa được giải cứu. Dĩ nhiên trong những trường hợp trong những cái trường hợp im lặng thì chúng tôi nhìn thấy rằng là có những trường hợp là họ thật sự chưa được giải cứu thật sự. Nhưng cũng có những trường hợp đó là ma quỷ nó im lặng rời xa khỏi người ta. Ví dụ như là trường hợp của vua Saul, khi mà nghe tiếng đàn của vua David được sức dầu đó, thì ác thần lìa xa, tức là Kinh Thánh nói rằng là ma quỷ nó im lặng, nó rời xa khỏi vua Saul. Vua Saul không có ngã xuống, không có sùi bọt mép hoặc là run rẩy hoặc là gì cả, không biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng mà ngay lập tức tinh thần của ông dường như được mở ra, được tỉnh táo, bởi vì cơn ma quỷ nó xuất ra khỏi tâm trí của ông. Chúng ta thấy rằng là trong thuộc linh có thể có nhiều biểu lộ khác nhau, nhưng mà điều quan trọng nhất đó là chúng ta tập trú vào trong kết quả của sự giải cứu, chứ chúng ta không tập trung vào trong những biểu lộ bên ngoài. Nếu ma quỷ nó la, nó hét hoặc là nó biểu lộ thế nào đó, đó là quyền của nó. Chúng ta không bắt ép nó phải la, chúng ta không bắt ép nó phải im lặng. Nó muốn biểu lộ như thế nào thì kệ nó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần làm đó là chúng ta phải công bố danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải cầu nguyện, đuổi nó, khước từ nó trong danh Chúa Jesus Christ. Và bắt nó phải rời xa khỏi con người mà chúng ta đang muốn giải cứu. Và nhờ danh của Chúa Jesus Christ là danh có uy quyền ở trên hết tất cả mọi danh, ma quỷ nó chắc chắn sẽ phục trước danh Chúa Jesus Christ của chúng ta và nó sẽ vâng theo sự truyền lệnh của chúng ta. Do đó, quý bà cha em, chúng ta hãy đầu phục uy quyền của danh Chúa Giêsu để nhận được uy quyền ở trên thế lực của ma quỷ. Nếu chúng ta không đầu phục danh Chúa Giêsu Christ, không tin nhận Chúa Giêsu Christ một cách thật sự, chưa đầu phục và trao phó đời sống của mình cho Chúa để Chúa kiểm soát và Chúa ngày cai trị, thì chúng ta sẽ không thể nào có uy quyền ở trên ma quỷ được, quý bà cha em. Chúng ta khi đầu phục uy quyền thì chúng ta sẽ nhận được uy quyền. Cho nên ở trong thuộc linh, nếu chúng ta đầu phục danh Chúa Giêsu Christ thật sự, chúng ta sống theo lời của Chúa, chúng ta đầu phục Chúa và có một đời sống tương giao mật thiết tốt với Chúa mỗi ngày, chắc chắn ma quỷ nó sẽ phục chúng ta, bởi vì nó nhìn thấy uy quyền của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Gia Cơ đoạn 4 câu số 7 trong bản dịch năm 2010 chép thế này: vậy hãy thuần phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Quý mà cho em thấy không, Kinh Thánh nói rằng là khi chúng ta thuần phục Đức Chúa Trời, chúng ta kháng cự với ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn. Chạy trốn là tức là bỏ chạy, rất là sợ. Không phải là nó sợ chúng ta, nhưng mà nó sợ danh của Chúa Jesus Christ được thốt ra từ miệng của chúng ta. Cho nên đời sống thuần phục Chúa rất là quan trọng trong đời sống của những cơ đốc nhân muốn kinh nghiệm được quyền năng đuổi quỷ. Thứ hai,
Để chúng ta có thể đuổi quỷ được thì chúng ta cần phải mặc lấy toàn bộ khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 cho đến câu 18, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu phải mặc lấy toàn bộ khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời để có thể chống lại ma quỷ. Các khí giới thuộc linh này bao gồm nịch linh bằng lẽ thật, tức là chúng ta phải sống theo lẽ thật của Chúa, không để cho sự lừa dối của ma quỷ nó chi phối chúng ta, không để cho những lẽ giả của thế gian hoặc là những cái triết lý của đời này nó pha tạp vào và chúng ta sống theo những cái lẽ giả của thế gian hơn là sống theo lẽ thật của Chúa. Bởi vì chỉ có lẽ thật của Chúa mới đủ chắc chắn để khiến cho chúng ta được vững vàng và bình an ở trong ơn của Chúa mà thôi. Thứ hai là mặc áo giáp của sự công chính. Sự công chính đó là sống một đời sống ngay thẳng và công chính. Nếu chúng ta đã có gia đình rồi thì chúng ta hãy nói không với những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng hoặc là những cái sự bất chính bên ngoài. Bởi vì ma quỷ nó nhận biết được người nào là người thật sự công chính và người nào là người không công chính. Cho nên chúng ta hãy sống một cách lương thiện, một cách chân thật, không lương lẹo, không giả dối, không điêu ngoa, không thế này, thế kia. Bởi vì cớ chúng ta là người công chính của Chúa, chúng ta cần phải có thì nó có, không thì nó không. Còn những điều mà chúng ta nói thêm, đó chính là do quỷ dữ mà ra. Thứ ba, đó là hãy mang giày sẵn sàng để mà rao giảng tin lành bình an. Tức là chúng ta luôn sẵn sàng để chia sẻ và sống theo lời của Chúa. Tiếp theo, đó là cầm thuận đức tin. Thuận đức tin nói về sự chống lại mọi sự nghi ngờ và cám dỗ mà ma quỷ nó gieo vào đầu của chúng ta. Có thể khi chúng ta vi phạm một cái lỗi nào đó trong lời của Chúa, ma quỷ nó sẽ lừa dối và nó nói với chúng ta rằng là ngươi không còn có uy quyền trên ta nữa, ngươi không còn có đủ phẩm chất để mà trở lại với Chúa nữa, Đức Chúa Trời đã bỏ ngươi rồi, lời cầu nguyện của ngươi không còn được nhậm nữa, thiên đàng không còn nghe lời cầu nguyện của ngươi nữa, Chúa đã từ ngươi rồi, Chúa đã bỏ ngươi rồi. Và nếu chúng ta nghe những lời dối trá đó, chắc chắn chúng ta sẽ mắc bẫy của chúng. Cho nên chúng ta cần phải có thuận đức tin, tức là lời của Chúa mang lại đức tin để chúng ta chống lại mọi sự nghi ngờ và những sự cám dỗ của Satan. Rồi, tiếp theo nữa đó là mão trù của sự cứu rỗi. Đây là mão cái mão cứu rỗi mà Chúa ban chúng ta ở trong ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta phải tin chắc một điều rằng là chúng ta là người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu Christ, nhờ ân điển mà chúng ta được cứu, không phải bởi công đức hoặc là bởi sự công bình của riêng chúng ta mà chúng ta được cứu rỗi mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nhờ sự thương xót của Chúa Giêsu Christ, nhờ ân điển mà Chúa ban chúng ta trong danh của Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Cho nên chúng ta luôn luôn biết rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Dẫu rằng chúng ta có những lúc yếu đuối, có những lúc lỗi lầm, có những lúc thất bại. Nhưng mà sau những lần như vậy, chúng ta phải trở lại với Chúa. Chúng ta phải xưng nhận những yếu đuối, những lỗi lầm thất bại của mình. Ăn năn đầu phục Chúa, chắc chắn uy quyền của Chúa Giêsu sẽ được phục hồi trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được một đời sống sung mãn và đắc thắng trở lại trong ơn của Chúa. Và điều cuối cùng đó là cầm gương của Đức Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy học lời của Chúa và sử dụng lời của Chúa để chống lại những quyền lực của ma quỷ. Bởi vì khi chúng ta công bố lời của Chúa, giống như Chúa Giêsu Ngài đã từng chống lại sự cám dỗ của ma quỷ trong đồng vắng. Chúa Giêsu đã từng chích dẫn những lời ở trong các sách cựu ước để chống lại những sự cám dỗ của Satan thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng hãy học và thuộc lòng lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Trong Thi Thiên đoạn 119, câu 11 nói rằng là tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng với Chúa. Vậy thì khi chúng ta học thuộc lòng lời của Chúa thì chúng ta sẽ có thể công bố và nói ra lời của Chúa trong những lúc chúng ta bị ma quỷ tấn công, trong những lúc mà chúng ta bị ma quỷ cám dỗ. Rồi, bí quyết thứ ba để chúng ta chiến thắng được ma quỷ đó là chúng ta cầu nguyện và kiên ăn. Cầu nguyện là cách để người tín hữu kết nối với Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự hướng dẫn và sức mạnh từ nơi Ngài. Trong Matthew đoạn 17 câu 21 và Mác đoạn 9 câu 29, Chúa Giêsu Ngài dạy rằng là có một số loại quỷ chỉ có thể bị đuổi qua sự cầu nguyện và kiên ăn mà thôi. Vậy thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc giữ kỷ luật tâm linh ở trong sự kiên ăn cầu nguyện. Kiên ăn cầu nguyện không giúp cho chúng ta được cứu rỗi, bởi vì chúng ta đã tin rằng là nhờ tin Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được cứu rỗi. Amen không quý mạng cha. Chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là bởi vì chúng ta có đức tin nơi Chúa. Nhưng cái việc kiên ăn cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta có một sự kỷ luật trong thuộc linh để chúng ta có thể nhạy bén ở trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn, tâm linh của chúng ta có thể kết nối với Chúa một cách nhanh nhẹn hơn và chúng ta có một cái năng lực thuộc linh dồi dào hơn khi chúng ta kỷ luật thân thể của chúng ta trong sự kiên ăn cầu nguyện
Và chúng ta lúc đó sẽ nhìn thấy được rằng là bầu trời rộng mở trên đời sống của chúng ta. Và những sự tối tăm của ma quỷ nó cũng nhìn thấy ánh sáng của thiên đàng được chiếu rọi trên đời sống của chúng ta trong lúc mà sau khi mà chúng ta kiên ăn cầu nguyện xong. Cảm ơn Chúa. Bước thứ tư, đó là hãy bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua sự ngợi khen và thờ phượng. Ma quỷ rất sợ sự sức dầu trong sự ngợi khen và thờ phượng Chúa. Ma quỷ rất là sợ những bài hát thánh ca tôn cao dòng huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu. Cho nên bất cứ khi nào quý mà cho em cảm nhận cái sự tấn công hoặc là những sự nản lòng, những sự thối chí, những áp lực mà ma quỷ nó gây ra trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta hãy mau chạy đến với Chúa bằng cách ngợi khen, bằng cách thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể mở nhạc lên qua điện thoại của chúng ta và chúng ta có thể nghe và chúng ta có thể hát theo những bài hát đó. Ngay lập tức quý mà cho em ơi, chỉ sau một vài phút thôi chúng ta sẽ cảm nhận tinh thần và thể chất của chúng ta nó sẽ được phục hồi trở lại, bình ổn trở lại khi mà chúng ta nghe những bài hát thánh ca được sức dầu. Và Chúa sẽ bước ra ở trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa và Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Như Chúa đã nói rằng là Ngài là đấng, Ngài là thánh, Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Bất cứ nơi nào mà người ta ngợi khen và tôn cao Chúa Jesus Christ thì nơi đó Chúa Jesus Ngài sẽ xuất hiện và Ngài sẽ ban ơn cho con người chúng ta. Trong thời của ước thì tiếng đàn của vua David đã khiến ác thần lìa khỏi vua Saul. Và trong thời tấn ước trong sách công vụ Khí Sứ Đồ đoạn số 16 có cho chúng ta thấy được hai sứ đồ là Phaolô và Sila khi mà họ đang cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong tù, thì lối nửa đêm họ đã ngợi khen Chúa một cách lớn tiếng như vậy thì phép lạ của Chúa đã xảy ra và giải cứu hai sứ đồ này. Cho nên chúng ta thấy rằng là bất cứ khi nào mà người cơ đốc nhân ngợi khen thờ phượng Chúa thì luôn luôn có sự xuất hiện của Chúa Giêsu Christ, quyền năng của Chúa được bày tỏ. Khi chúng ta hát ngợi khen Chúa với đức tin, với bằng cả tấm lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được sự giải cứu của Chúa sẽ đến ở trên đời sống của chúng ta. Và thứ năm, chúng ta hãy kháng cự những ý tưởng và những quyền lực của ma quỷ với đức tin vững vàng. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7 chép rằng là hãy phục tùng Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ trốn xa khỏi anh em. Điều này có nghĩa rằng là khi người tín hữu đứng vững trong đức tin và không để sự cám dỗ lôi kéo thì ma quỷ sẽ không còn quyền lực ở trên họ. Quý mài cho em hãy đứng vững ở trong đức tin. Đừng tin vào trong những sự giả dối. Đừng tin vào trong cái cảm xúc của xác thịt mình. Đôi lần chúng ta nghĩ rằng là hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe lắm, tôi cảm thấy không được ổn, hình như là tối hôm qua tôi mới gặp ác mộng, hình như là hôm qua tôi bị ma quỷ nó áp chế, cho nên hôm nay có thể tôi sẽ không thể cầu nguyện đủ quỷ, hoặc là tôi không thể nào cầu nguyện để truyền lệnh cho ma quỷ hiệu quả được. Quý mà cha em ơi, đừng bao giờ suy nghĩ và tin vào trong những suy nghĩ như vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng là ma quỷ nó không sợ chúng ta, nó không sợ cảm nhận của chúng ta, nhưng mà nó sợ danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta, nó sợ đức tin của chúng ta nơi lời của Chúa. Cho nên bất kể ngày nào, giờ nào, bất kể quý mà cho em cảm thấy cơ thể của mình ra sao, chúng ta cảm thấy mình khỏe mạnh hay là chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ trong tin hay là chúng ta cảm thấy yếu đuối, thì quý mà cho em ơi, ma quỷ nó không sợ chúng ta khi chúng ta cảm thấy như vậy, nhưng mà nó sợ chúng ta là khi chúng ta vẫn có đức tin nơi danh của Chúa Giêsu Christ. Trong lúc chúng ta yếu đuối, chúng ta có thể nói rằng là khi tôi yếu đuối đó là lúc tôi được mạnh mẽ. Khi tôi gặp nhiều hoạn nạn thì ấn điển của Chúa đã đủ cho tôi rồi. Và hãy nói như vậy quý mài cha, đừng tin vào trong xác thịt của mình, nhưng hãy tin vào trong danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ và kháng cự lại với những cái sự cám dỗ, những ý tưởng tối tăm của ma quỷ. Thứ sáu, hãy sống một đời sống thánh thiện và tránh xa tội lỗi. Đây cũng là một trong những cái điều quan trọng để cơ đốc nhân chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng và sự chiến thắng của Chúa trên những quyền lực của ma quỷ. Ma quỷ thường lợi dụng những cánh cửa do tội lỗi mở ra để tấn công con người chúng ta. Phi-rơ thứ nhất đoạn số 5 câu 8 cảnh báo rằng ma quỷ luôn rình mò để tìm cơ hội tấn công và nuốt những người tin Chúa. Vì vậy, đời sống công chính, thánh thiện, xa lánh khỏi tội lỗi là cách tốt nhất để đóng mọi cánh cửa tội lỗi mà qua đó ma quỷ có thể xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta. Nếu một ai đó gõ cửa nhà của quý vị mở cửa ra và thấy người đó, sau đó quý vị đóng cửa lại và quý vị thấy rằng là cái người này thật sự là người không tốt và quý vị không muốn cho người đó vào trong nhà của mình. Nhưng nếu mà người đứng bên ngoài
họ thình lình họ đưa cái bàn chân của họ vào để mà chặn cái cửa của chúng ta. Chúng ta có dù rằng là mình đẩy cái cánh cửa đó mạnh như thế nào chăng nữa thì cái người kia đã có một cái chỗ đặt chân ngay cạnh cửa của chúng ta, thì chúng ta cũng không thể nào đóng cánh cửa lại được. Cho đến khi chúng ta lấy một cái vật sắt hoặc là vật nhọn nào đó, chúng ta đâm, chúng ta đập vào trong cái chân của người kia rút rút cái chân ra khỏi, thì chúng ta mới có thể đóng lại cánh cửa một cách hoàn toàn và chúng ta khóa cửa lại. Đây là một cái ví dụ mà tôi muốn cho quý vị thấy rằng là trong đời sống thuộc linh cũng vậy. Có những khi chúng ta phạm tội, chúng ta mở cửa cho ma quỷ. Sau đó chúng ta thấy rằng là khi ma quỷ nó xâm nhập vào trong đời sống của mình mất đi sự bình an, mất đi những phước hạnh của Chúa. Rồi sau đó chúng ta thôi, chúng ta không phạm những điều đó nữa. Và chúng ta cảm thấy như vậy là bình an rồi, nhưng mà thật sự mà không, nó thật sự nó không có triệt để quý mà cho em. Chúng ta cần phải ăn năn và từ bỏ tất cả những tội lỗi mà chúng ta từng phạm trước đây, rồi chúng ta mới có uy quyền trở lại để đuổi ma quỷ hẳn ra khỏi đời sống của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta phạm tội thì ma quỷ nó đã thò cái chân của nó ngay ngạch cửa lòng của chúng ta, nó khiến chúng ta không thể nào đóng cửa lại một cách hoàn toàn được. Do đó lý do tại sao mà có nhiều người sau khi họ được giải cứu thì họ lại bị ma quỷ tấn công trở lại. Họ cảm thấy ngạc nhiên cứ nhiều lần như vậy. Thì tôi xin thưa rằng là bởi vì cớ ma quỷ nó đã có một cái chỗ đặc trưng ở ngay cái cửa của chúng ta và khiến chúng ta không thể đóng cửa lại được. Dù rằng là cái bàn chân đó nhỏ thôi, nhưng mà khi mà ma quỷ nó có một cái chỗ đặc trưng rồi, chúng ta không bao giờ đóng cửa lại được, không bao giờ được kinh nghiệm sự giải cứu một cách hoàn toàn được. Cho đến khi chúng ta xưng nhận ra và từ bỏ tất cả mọi tội lỗi đó, chúng ta quyết định sống một đời sống thánh thiện, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu hoàn toàn trên đời sống của chúng ta. Cho nên những sách báo, phim ảnh, ô uế, đồi trụy, những cái gì mà nó cám dỗ chúng ta rời xa khỏi sự thánh khiết của Chúa, hoặc là những lời nói dung tục bậy bạ, những cái câu chuyện dung tục tục tiểu, quý mài cho em ơi, hãy từ bỏ ra khỏi đời sống của chúng ta, ra khỏi mối miệng của chúng ta, ra khỏi hành động của chúng ta, quý mài cho em. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ma quỷ nó không có chỗ để chân nó trên cánh cửa lòng của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta hãy tránh xa những truyện tranh, những phim ảnh ma quái kinh dị, giết người, những hình ảnh của phù thủy tà thuật, như là những bộ phim của Harry Potter, những bộ phim của Tây Du Ký. Bởi vì những cái phim ảnh đó đầy dẫy những cái tà thuật, đầy dẫy những hình ảnh ma quái, ma quỷ. Và khi chúng ta quen thuộc với những hình ảnh đó thì Satan nó sẽ có một cái cánh cửa thường xuyên ra vào trong tâm trí của chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta chơi đùa với những hình ảnh đó. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là ô, khi mà tôi xem những phim ma nhiều như vậy tôi sẽ không còn sợ ma nữa. Quý mà chị em ơi, đừng bao giờ để mình bị lừa dối bởi những cái suy nghĩ như vậy. Tại sao tôi là con cái của sự sáng, tôi là con cái của Đức Chúa Trời mà tôi lại xem những cái phim ảnh của con cái của ma quỷ, hoặc là những phim ảnh của sự tối tăm? Cho nên chúng ta hãy nói không với những phim ảnh của phù thủy tà thuật Harry Potter. Dẫu rằng nhiều người ngày hôm nay họ thích coi những phim ma, những cái phim kinh dị để thử nghiệm những cảm giác mạnh, hoặc là những cái sự tò mò của xác thịt, thỏa mãn những cái cảm giác tò mò đó. Nhưng mà quý mài trẻ mời đừng bao giờ bước chân vào trong những lĩnh vực như vậy, bởi vì trong đó nó có những cái quyền lực của ma quỷ. Có những báo cáo cho rằng là sau khi xem những phim ảnh ma quái kinh dị như vậy thì có những người ngay lập tức họ bị quỷ nhập và họ bị ngất xỉu ngay trong rạp chiếu phim cinema. Khi mà họ xem những phim những cái búp bê ma của Annabelle chẳng hạn, thì ma quỷ ngay lập tức đã khiến cho những người xem không còn kiểm soát được chính mình. Do đó ma quỷ là có thật và chúng ta đừng bao giờ tiếp xúc với những truyện tranh, những phim ảnh của chúng nó. Điều thứ bảy để chúng ta được đắc thắng những quyền lực của ma quỷ, đó là chúng ta hãy xưng nhận tội lỗi và ăn năn. Điều này tôi có chia sẻ ở trên rồi, tôi không cần phải nói nhiều nữa. Ở trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Xưng nhận tội lỗi, ăn năn từ bỏ tội lỗi, đó là cách để chúng ta giữ một đời sống thánh sạch và ngăn cản ma quỷ làm tổn hại đến chúng ta. Nếu trước đây chúng ta đã từng đi coi thầy, bà, xem bói, xem tử vi, lên đồng, hoặc là để cốt nhập vào trong chúng ta, hoặc là chúng ta tò mò đến dự một cái buổi lễ cầu cơ, hoặc là chơi những cái trò chơi của thiếu nhi như là ma lon trước đây hoặc là xem bói bài, vân vân và vân vân, nhiều thể loại của
sự cúng kiến, tin dị đoan. Nếu quý vị chúng ta đã từng như vậy, nếu có xin bùa, xin ngải, thì chúng ta ngay bây giờ chúng ta hãy ăn năn và cắt đứt tất cả những lá bùa đó. Hãy xưng nó ra, Chúa ơi xin tha thứ cho con, bởi vì cớ cái ngày hôm đó con đã đến cái chùa đó, con đến cái chỗ ông thầy bà đó để mà con xin cái lá bùa đó. Cái bùa đó là bùa gì? Bùa năm ông hay bùa lỗ ban hay là bùa hộ mệnh? Thì chúng ta hãy xưng cụ thể ra, càng chi tiết càng tốt với mà anh chị em, và hãy nhân danh để Chúa Jesus để cắt đứt cái lá bùa đó trên đời sống của mình. Dẫu rằng chúng ta đã tin Chúa lâu rồi, nhưng nếu chúng ta nhớ lại trong quá khứ chúng ta đã từng xin bùa, chúng ta đã từng kết ước với những cái tà thuật, những cái bói khoa của Satan, thì chúng ta hãy biết rằng là chúng ta hãy đóng lại cánh cửa đó cho đến khi mà nó kín thì chúng ta mới thôi. Bởi vì những cái lá bùa đó, nếu mà chúng ta chưa xưng nhận ra trước mặt Chúa, thì nó sẽ giống như là những cái chỗ đặt chân của ma quỷ, cái foothold nó quý mài cho em. Khi ma quỷ nó thò cái chân nó vào thì chúng ta sẽ không thể đóng cửa lại được. Cho nên có những trường hợp tôi kinh nghiệm rằng là cái người bị quỷ ám, họ không thể nào được giải cứu cho đến khi họ xưng nhận đời sống họ trước đây từng sử dụng bùa. Và khi họ xưng nhận ra, họ được giải cứu, họ được giải phóng. Và ngay lập tức đời sống hôn nhân, gia đình của họ được ngay lập tức trật tự trở lại trong ơn của Chúa. Nếu trước đây chúng ta đã từng có những cái cắt máu, ăn thề, gia nhập vào trong những cái tổ chức hoặc là băng đảng sâu đen, những cái hội kín của Satan, thì chúng ta cũng hãy cậy ơn của Chúa để từ bỏ và cắt đứt tất cả những lời thề, những cái sự cầu nguyện, những sự kết ước. Chẳng hạn như là thề rằng là mình sẽ sống chết có nhau, sinh có thể không cùng ngày cùng tháng, nhưng mà nguyện sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đó là những cái lời thề mà khiến cho những người bị quỷ ám không thể được giải phóng tự do, là bởi vì cớ ma quỷ nó cột trói người ta trong những cái lời thề kết giao như vậy. Nhưng cảm ơn Chúa, danh của Chúa Jesus Christ có quyền năng để cắt đứt những lời thề đó, và chúng ta có thể quỷ phá những lời thề đó mà không sợ ma quỷ nó tìm cách để thủ tiêu hoặc là triệt hạ chúng ta. Thứ tám là chúng ta hãy nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh. Sức mạnh và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ giúp cho người tín hữu vượt qua mọi sự cám dỗ và các cuộc tấn công của ma quỷ. Galati đoạn 5 câu số 16 cho đến câu 17 chép rằng: Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dựng ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Thưa quý mời cho em, xác thịt của chúng ta nó có những sự ham muốn của tội lỗi, nó có những sự ham muốn theo thế gian trần tục này. Nhưng mà trong thuộc linh của chúng ta có Đức Thánh Linh Ngài đang cư ngụ, Ngài sẽ khiến cho chúng ta có sự ham mến những điều thuộc về trời. Chúng ta sẽ ham mến những lời của Chúa, ham mến sự nhóm lại, ham mến sự thờ phượng Chúa, ham mến những điều thánh thiện của Chúa Giêsu. Chúng ta ham thích sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ham thích sự tương giao mật thiết với Ngài mỗi khi chúng ta nhóm lại. Vậy thì chúng ta hãy chiều theo Thánh Linh, chúng ta hãy bước đi theo Ngài và đừng làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Xác thịt có thể nói rằng là thôi, ngày Chủ Nhật là ngày duy nhất ở trong tuần lễ tôi được nghỉ ngơi, tôi muốn được giãn xả cùng với gia đình của mình, tôi muốn relax với gia đình của tôi trong ngày Chủ Nhật và tôi không muốn đi nhóm lại. Dĩ nhiên điều đó nó có thể đúng ở trong xác thịt, nhưng mà nó không đúng với Thánh Linh của Chúa, quý mà chị em. Bởi vì khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh của Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm những cái phước hạnh lớn hơn ở trong đời sống tâm linh của chúng ta, và Ngài cũng sẽ ban ơn cho những điều khác ở xung quanh của chúng ta, gia đình của chúng ta, vợ con của chúng ta cũng sẽ được phước khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh của Chúa là như vậy. Và điều thứ 9, điều cuối cùng, để chúng ta có một đời sống đắc thắng được ma quỷ, chúng ta hãy tránh xa mọi thứ thuộc về bói khoa và tà thuật. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 từ câu 10 cho đến câu 13, lời của Chúa qua Môi-se đã căn dặn thế này: Khi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, anh em đừng học đòi những tập tục ghê tởm của các dân tộc ở đó. Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn, vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã trục xuất các dân tộc đó khỏi anh em. Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là có những cái tội lỗi về tà thuật, về bói khoa mà Chúa đã liệt kê ở trong danh sách này. Những cái bói khoa, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, tử vi, đồng bóng, bùa ngải gì đó. Thì chúng ta cần hãy
bỏ ra khỏi đời sống của chúng ta. Bởi vì điều này sẽ giúp cho người tín hữu giữ tâm hồn và cuộc sống chúng ta trong sự bình an và thanh sạch của Chúa. Do đó chúng ta hãy tuyệt đối trung thành với Chúa, quý mài cho em. Nếu chúng ta có thắc mắc gì về tương lai, về công ăn, việc làm của cuộc sống chúng ta sau này, thì chúng ta hãy đến cầu hỏi Chúa. Đừng cầu hỏi đồng cốt, đừng cầu hỏi thầy bà gì nọ, làm chi. Bởi vì khi chúng ta cầu hỏi họ, tức là chúng ta đang có một sự liên hệ, một cái sự liên đới ở trong thuộc linh với những cái quyền lực tối tăm của ma quỷ. Chính vua Saul đã bị trút bỏ và bị chết là bởi vì cớ ông đã liên hệ với những đồng bóng, và chính vì cái tội đó mà ông không có chịu ăn năn, cho nên là sau đó Chúa đã khiến cho ông phải chết ở trong một trận chiến rất là đau lòng. Cho nên là con cái Chúa, quý mà chị em ơi, chúng ta tránh xa tất cả những cái gì liên quan đến bói khoa và tà thuật. Ma quỷ thường hay gợi những cái sự tò mò, gợi những cái sự lôi cuốn hấp dẫn con người vào trong những cái phim ảnh mang tính tà thuật, mang tính bói khoa, mang tính hiểu biết về tương lai, hoặc là về thế giới siêu nhiên của thần linh. Quý mài cha em ơi, hãy tránh xa những điều đó. Bởi vì chính những điều đó là những cánh cửa dẫn con người vào trong chỗ hủy diệt của những tà linh tà thuật. Tóm lại, Kinh Thánh dạy rằng quyền lực của ma quỷ có thể bị đánh bại nhờ đức tin chúng ta vững vàng, sống một đời sống thánh thiện, cầu nguyện và nhờ cậy vào trong quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Người tín hữu được kêu gọi tin cậy vào Chúa và sống một đời sống theo lời của Chúa, và như vậy họ sẽ chiến thắng được quyền lực của bóng tối. Cảm ơn Chúa. Đó là lời mà tôi chia sẻ trong buổi tối hôm nay. Và nếu quý vị chúng ta đang gặp những khó khăn, những rắc rối ở trong thuộc linh của mình, qua lời chia sẻ hôm nay, thì tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng cầu nguyện với tôi để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu, giải phóng của Chúa ở trên đời sống của mình. Nếu chúng ta đã từng có kết ước với Satan, với ma quỷ, chúng ta là những người sử dụng bùa, sử dụng ngải, hoặc là chúng ta có kết ước với những tà linh, xin lỗi, với những cái linh hồn của tổ tiên ở trong quá khứ, thì chúng ta hãy cắt đứt tất cả những khế ước đó. Bởi vì nếu chúng ta không cắt đứt những khế ước đó, thì linh hồn của chúng ta sẽ bị cột trói, và ma quỷ cứ dựa vào đó mà nó sẽ tấn công và làm tổn hại chúng ta. Chúng ta sẽ khó có thể tự do để mà theo Chúa được. Giống như một con mèo bị cột bởi một sợi dây dài 2 mét, thì con mèo đó nó sẽ cứ đi lòng vòng lẫn quẩn ở trong phạm vi 2 mét đó mà thôi, và con mèo đó không thể đi xa được. Cũng vậy, ngày hôm nay có nhiều con chim của Chúa không thể đi xa được với Chúa là bởi vì cớ trong đời sống của họ còn nhiều cái sự kết ước mà chưa sinh ra, chưa được đem vào trong ánh sáng của sự cầu nguyện. Cho nên ma quỷ nó còn quyền để mà cai trị và đem những bệnh tật, đem những cái sự bất an, rối loạn vào trong đời sống tinh thần và thể xác của họ. Như lời của Chúa đã chép ở trong OC đoạn 4 câu 6 rằng dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Đôi khi con cái Chúa không học lời của Chúa, không biết lẽ thật của Chúa, cho nên ma quỷ nó cứ làm khốn khổ tinh thần và thể xác của người ấy. Và người ấy cứ đau khổ và không thể thoát ra được những cái sự đau khổ đó. Và cứ cho rằng là Chúa Ngài muốn thử thách mình, Chúa Ngài có lẽ không còn thương mình nữa hay sao đó, mà cứ khiến cho tôi phải khổ lên khổ xuống, bệnh triền miên, không thuốc chữa, và không biết cách làm thế nào để ra khỏi cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên trong thời gian này tôi khích lệ quý mà cha em, chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lời của Chúa là lời vững bền, còn đến đời đời. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nghe, và thế giới ma quỷ nó cũng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Chúng nó sẽ bị rúng động và bị đánh bại khi chúng nó nhìn thấy đức tin của chúng ta nhờ danh của Chúa Jesus Christ. Nào, chúng ta hãy đến với Chúa và chúng ta cùng cầu nguyện trong thời này. Nếu quý vị chúng ta không biết cách cầu nguyện, tôi xin được phép hướng dẫn quý vị đến với Chúa và cầu nguyện để xưng nhận đức tin của chúng ta nơi Chúa Jesus Christ và nắm lấy uy quyền đắc thắng ở trong danh Chúa Jesus Christ trong thời gian này. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con. Giờ phút này con tuyên xưng đức tin của con nơi Chúa. Con xin mời Chúa bước vào trong đời sống của con. Và con xin đầu phục uy quyền của Ngài trên đời sống của con. Ngài là cứu Chúa và là chủ của đời sống con. Chúa Giêsu ơi, con xin Chúa Ngài bày tỏ quyền năng giải cứu của Ngài trên đời sống của con. Xin Chúa Ngài giải cứu con khỏi những quyền lực của tà linh ma quỷ, gây ra những sự mất ngủ, gây ra những sự lo lắng, sợ hãi, bất an ở trong tâm thần của con. Ma quỷ gây ra những sự hoảng loạn và trầm cảm. Trong danh Chúa Jesus Christ, con khước từ và
và hủy phá tất cả những quyền lực của chúng ở trên đời sống của con. Xin Chúa Ngài tha thứ tất cả mọi tội lỗi của con ở trong quá khứ. Có những giao ước với thế giới tối tăm. Con xin ăn năn và cắt đứt tất cả những giao ước đó. Con cũng cắt đứt những quyền lực của bùa chú, phù thủy, tà thuật, đồng cốt, linh của sự chết, linh của ma lai, linh của người đã từng chết trước đây áp chế con. Nó phải rời xa khỏi con trong danh Đức Chúa Giêsu. Con bẻ gãy tất cả những sự rủa xả của ma quỷ trên đời sống của con, trên sức khỏe của con, trên tài chánh của con, gia đình của con, hôn nhân của con cái của con, công ăn việc làm của con, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con công bố con được chữa lành, con được bình an, được tự do khỏi những quyền lực của ma quỷ. Con được đắc thắng hơn ma quỷ bởi vì con thuộc về Chúa Giêsu, và ma quỷ nó phải nằm dưới bàn chân của con trong danh Đức Chúa Giêsu. Con xin dâng đời sống con, tấm lòng con trong tay của Chúa. Con xin hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ quý vị im lặng và tôi xin được phép cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu giáo chúng con cảm ơn Ngài, bởi vì thời giờ này là thời giờ mà Chúa Ngài có thể hành động ở trong sự rao giảng lời của Chúa. Con đã rao giảng lời của Chúa xong rồi, và bây giờ đây là phần của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thăm viếng các con cái Chúa ngay tại nơi họ đang ngồi, ngay tại nơi họ đang nghe lời của Chúa thời giờ này. Trong danh quyền năng Đức Chúa Giêsu Christ, con ra lệnh cho tất cả những quyền lực tối tăm của ma quỷ ở trong đời sống của họ, đang quấy phá họ, đang sắc nhiễu họ, đang gây ra những bệnh tật, gây ra những khó khăn bế tắc ở trong đời sống của những con cái Chúa, nó phải rời xa khỏi họ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, phải rời xa khỏi sức khỏe của họ, rời xa khỏi thân thể của họ giờ phút này, rời xa khỏi ngôi nhà họ đang sống, rời xa khỏi hôn nhân họ đang có trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ma quỷ mày phải rời xa khỏi gia đình của anh chị em ta giờ phút này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ sẽ được bình an, họ sẽ được phước, họ sẽ được chữa lành, họ được tự do ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ, vì Ngài là Chúa, là vua của cả thế gian này. Chúa ơi, Ngài cũng là vua của đời sống của chúng con. Xin Chúa Giêsu Christ, Ngài bước ra và Ngài bày tỏ quyền cai trị của Ngài ở trên thế giới thần linh trong thời giờ này. Con có bố trong danh Chúa Giêsu Christ, Satan, mày phải nghe đây, mày đã bị thất bại, mày phải lui ra khỏi đời sống của mỗi chúng ta giờ phút này trong danh Chúa Giêsu Christ. Mày không được phép gây ra những bệnh tật, không được phép gây ra những nan đề chồng chất ở trong gia đình của các anh chị em chúng ta trong danh Chúa Giêsu Christ. Con mày gãy tất cả những cái xiềng xích cũng như những cái lời thề ước, những sự kết ước mà người ta đã từng kết giao với ma quỷ trước đây và khiến cho họ không được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ. Những khế ước đó, những giao ước độc hại đó phải bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ. Không bị gãy tất cả những lời nguyên rủa của Satan áp đặt trên dân sự của Chúa ở trong quá khứ trong danh Chúa Giêsu Christ. Họ được tự do trong thời gian này, họ được giải phóng, được chữa lành, được hoàn toàn tự do trong thuộc linh để có thể bước đi theo Chúa và làm theo các lời của Ngài và kinh nghiệm sự phước hạnh của Ngài. Thì con cảm ơn Chúa. Còn dâng đời sống của quý mài cho em con trong bàn tay của Cha. Nguyện Chúa Ngài thăm viếng, ban ơn, hành động và Ngài chữa lành để chúng con được ngủ ngon, bình an trong thời giờ này. Con ngợi khen Chúa Giêsu. Chúa là đấng chiến thắng, Ngài đang hiện diện ở trong sự cầu nguyện này. Đây là lời cầu nguyện không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Chúa ơi, xin Chúa Ngài đụng chạm chúng con, đụng chạm chúng con từ đỉnh đầu chỉ đôi chân. Chúng con được tự do, được chữa lành bởi hơi thở của Đức Thánh Linh của Ngài. Ngài thổi vào và chúng con được kinh nghiệm sự sống của Chúa ngay từ xa ở trong lời cầu nguyện này. Thánh Linh của Chúa Ngài cũng đến đụng chạm chúng con ở trong những lúc mà chúng con cầu nguyện. Xin Chúa Ngài lắng nghe và thương xót chúng con. Còn tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì tất cả mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài. Nguyện tất cả những phép lạ mà Chúa đã ban ơn cho đời sống chúng con, những sự giải cứu, những sự đuổi quỷ mà chúng con kinh nghiệm được tự do trên đời sống của chúng con cũng dâng sự vinh hiển ngợi khen thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa, con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi lời của Chúa. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa luôn y nguyên từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Chúa không hề thay đổi. Do đó quý mài chị em chúng ta hãy đứng vững trên lời của Chúa. Hãy mạnh mẽ và dạn dĩ trong đức tin để thực hành uy quyền. Chúng ta đuổi quỷ, thực hành uy quyền để chúng ta cai trị ở trên thế giới thần linh của ma quỷ. Đừng để ma quỷ nó đuổi chúng ta, nhưng mà hãy là những người đuổi quỷ. Xin Chúa ban ơn chú quý vị và sức dầu chú quý vị. Tôi ước ao rằng sẽ được nghe những lời làm chứng của quý vị để lại dưới lời bình luận của video livestream này. Và tôi cũng muốn thông báo với mọi người rằng là trong Chủ nhật của 2 tuần trước thì tôi có nhà ý để mà gửi những bộ quần áo vest cho những mục sư ở miền sâu miền xa.
trong cái tháng 10, tức là tháng tri ân các mục sư. Và có một mục sư ở tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã liên hệ với tôi, và tôi đã xin số điện thoại của ông và địa chỉ của ông và gửi bộ vest đó đến cho ông. Hiện tại thì kiện hàng đang được chuyển giao và chưa đến, nhưng mà tôi cũng có gửi tặng kèm cho gia đình của ông số tiền là 1 triệu để chúc phước cho ông trong cái dịp đặc biệt này. Và tôi cũng sẽ thông báo rằng là chúng tôi khép lại cái chương trình này, bởi vì Chúa đã cảm động chúng tôi ở trong thời gian này để làm việc đó mà thôi. Cho nên quý vị cũng thông cảm, và chúng ta hãy nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau. Nếu Chúa muốn thì Chúa Ngài sẽ cảm động lòng của tôi để giúp đỡ quý vị trong những lần tới. Xin Chúa ban phước cho quý vị và kính chúc quý vị một đêm ngon giấc ở tại Mỹ và một buổi sáng thứ hai đầu tuần tốt lành ở tại Việt Nam. Ở trong danh Chúa Jesus Christ, xin hãy kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chúng ta trong tuần sau. Xin chào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.